Chuyển sang một số nội dung đáng chú ý liên quan đến nông thôn, nông dân tại kỳ họp Quốc hội sáng nay. Quốc hội đã thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Nghị quyết nêu rõ chủ trương chưa tăng tiền lương khu vực công, lương hưu, trợ cấp năm 2025. Theo nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, số thu là hơn 1,9 triệu tỷ đồng. Nghị quyết cũng nêu rõ sẽ sử dụng 60.000 tỷ đồng nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương của ngân sách trung ương và hơn 50.600 tỷ đồng của địa phương hết năm 2024, còn dư chuyển sang bố trí dự toán năm 2025 để thực hiện việc chi trả lương theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng trên một tháng. Bên cạnh đó, năm 2025, tổng số chi ngân sách nhà nước là hơn 2,5 triệu tỷ đồng, mức bội chi ngân sách nhà nước là hơn 471.000 tỷ đồng, tương đương 3,8% tổng sản phẩm trong nước GDP. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là gần 836.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, về thực hiện chính sách tiền lương, một số chính sách xã hội, nghị quyết nêu rõ chưa tăng tiền lương khu vực công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2025. Bên cạnh đó, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, Chính phủ được mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương của ngân sách trung ương để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và tinh giản biên chế. Cùng với đó, Quốc hội cho phép sử dụng nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do trung ương ban hành và tinh giản biên chế. Cũng trong sáng nay, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy trình bày tờ trình dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm mở rộng đất làm dự án nhà ở thương mại qua thỏa thuận. Nghị quyết này được doanh nghiệp bất động sản chờ đợi do thực hiện theo quy định của luật hiện hành. Các doanh nghiệp gặp khó khăn khi mà nhận chuyển nhượng đất để làm dự án. Nếu được Quốc hội thông qua, nghị quyết này sẽ thực hiện trong 5 năm và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Theo dự thảo tờ trình Chính phủ về loại đất, nhà đầu tư làm dự án nhà ở thương mại đối với một hoặc các loại đất như đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở và đất khác trong cùng thửa đất đối với trường hợp thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất. Về tiêu chí chọn thí điểm, dự án được thực hiện tại khu vực đô thị, khu vực được quy hoạch phát triển đô thị và không vượt quá 30% diện tích đất ở tăng thêm trong kỳ quy hoạch so với hiện trạng sử dụng đất ở, theo phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 đã được phê duyệt. Thưa quý vị, tại Hội thảo Khoa học tín dụng cho nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch tại Việt Nam, thực trạng và giải pháp được tổ chức mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại triển khai chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Và đối tượng cho vay vốn bao gồm pháp nhân và cá nhân có nhu cầu vay vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất kinh doanh nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp an toàn. Các ngân hàng thương mại tự cân đối nguồn vốn để cho vay với lãi suất cho vay bằng Việt Nam đồng thấp hơn từ 0,5% một năm đến 1,5% một năm so với mức lãi suất cho vay thông thường cùng kỳ hạn của ngân hàng thương mại. Ngành ngân hàng đã hoàn thành nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Chính phủ. Chương trình cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch đến nay đã có kết quả vượt mục tiêu đề ra. Về kết quả, đến cuối tháng 8 năm 2024, dư nợ cho vay đạt gần 27.000 tỷ đồng với trên 9.600 khách hàng còn dư nợ. Thưa quý vị, thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về tập trung các nhiệm vụ giải pháp cấp bách trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU, chuẩn bị đón và làm việc với đoàn thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu EC, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu yêu cầu trước ngày 15 tháng 11, Cục Thuế tỉnh này tăng cường nhân lực rà soát, hướng dẫn các chủ tàu cá kê khai thuế đối với các tàu cá để làm thủ tục về lệ phí trước bạ và thực hiện nộp lệ phí trước bạ trước khi thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 30 theo quy định. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng yêu cầu Cục Thuế tỉnh cập nhật các tình hình giải quyết thủ tục về lệ phí trước bạ đối với tàu cá 30, báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân tỉnh trước 9 giờ thứ 5 hàng tuần để có thể tổng hợp báo cáo phục vụ giao ban về chống khai thác EU vào thứ 7 hàng tuần. Hiện nay, các cơ quan chức năng của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang tập trung quản lý đội tàu cá trên biển và nằm bờ, hỗ trợ bà con ngư dân hoàn thiện thủ tục giấy tờ cho tàu cá 30 và tàu cá chưa đủ điều kiện khai thác do thiếu giấy tờ. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, từ tháng 8 năm 2023 đến nay, tỉnh đã xóa đăng ký 413 tàu cá, bao gồm tàu bị cháy, chìm, mục nát. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện có gần 4.400 tàu cá, trong đó tàu hoạt động vùng khơi là gần 2.600 tàu, chiếm 59%, vùng lộng 604 tàu, chiếm 14%, vùng ven bờ gần 1.200 tàu, chiếm 27% và 1.140 tàu cá 30. Thưa quý vị, liên quan đến vụ hổ báo sư tử bị chết vì cúm AH5N1 tại khu du lịch Vườn Xoài và Vườn Thú Mỹ Quỳnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản hỏa tốc về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống cúm gia cầm AH5N1 trên đàn vật nuôi nói chung và động vật hoang dã nói riêng. Hiện tổng đàn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai khoảng gần 30 triệu con, gồm có gà, vịt, chim cút, bồ câu. Các loài này rất mẫn cảm với cúm AH5N1. Nếu không kiểm soát kỹ lưỡng để lọt mầm bệnh ra ngoài môi trường thì cũng ảnh hưởng rất khủng khiếp đến tổng đàn của mình. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y cần khẩn trương rà soát, thống kê lại tổng đàn gia cầm trên địa bàn, từ đó triển khai tiêm phòng cúm gia cầm, đảm bảo đạt tỷ lệ tiêm phòng trên 80%. Không chỉ ngành chức năng, cơ quan chuyên môn đang vào cuộc để phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm, mà các hợp tác xã, người dân cũng chung tay kiểm soát dịch bệnh. Bởi đây không phải là câu chuyện của riêng ai, nếu dịch bệnh lan rộng, hệ quả rất khủng khiếp. Thưa quý vị, gần 80% trang trại chăn nuôi lợn ở Hà Tĩnh thiếu giấy phép môi trường do yêu cầu của giấy phép cao hơn nhiều so với báo cáo đánh giá tác động môi trường. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022 của Chính phủ và Thông tư 02/2022 của Bộ Tài nguyên Môi trường đều quy định rất chi tiết về điều kiện bắt buộc của các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ xả chất thải ra môi trường phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền để cấp giấy phép môi trường theo quy định. Tuy nhiên, tại Hà Tĩnh, hiện có 80 cơ sở chăn nuôi lợn đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Các cơ sở này đều thuộc nhóm đối tượng cần phải thực hiện cấp giấy phép môi trường, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Tuy nhiên, toàn tỉnh này mới chỉ có 16 trên 80, tương ứng với 20% cơ sở được cấp giấy phép môi trường hoặc giấy phép xả thải. Thưa quý vị, thông tin mới nhất về cơn bão số 8 trên Biển Đông. Hiện bão vẫn đang tiếp tục suy yếu. Theo dự báo, trong 2 đến 3 ngày tới, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi tan trên biển. Hồi 13 giờ ngày hôm nay, 13 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc, 115,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tương đương từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ từ 10 đến 15 km/h. Dự báo trong ngày mai 14 tháng 11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ từ 10 đến 15 km/h, cường độ suy yếu dần. Bão chuyển hướng Tây Tây Nam, di chuyển với tốc độ khoảng 10 km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến ngày 16 tháng 11, bão lại đổi hướng di chuyển Nam Tây Nam với tốc độ từ 5 đến 10 km/h và suy yếu thành vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão từ 4 đến 6 mét, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn.